Thưa quý vị, bản tin dịch COVID-19 sáng ngày 12 tháng 7 của Bộ Y tế cho biết Việt Nam có thêm 662 ca mắc COVID-19 tại 11 tỉnh, thành phố và riêng thành phố Hồ Chí Minh là 554 ca. Đến nay thì cả nước đã vượt con số 30.000 ca mắc. Về công tác tiêm chủng, hiện cả nước đã có hơn 4 triệu liều vaccine được tiêm. Để tạo điều kiện cho những người có nhu cầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 đăng ký online, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng vừa ra mắt ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử. Người dân có thể tải ứng dụng trên điện thoại, di động hoặc truy cập vào trang web tiêmchủngcovid19.gov.vn để đăng ký tiêm, khai báo y tế và cập nhật phản ứng sau tiêm.